Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính có trong bản tin hôm nay. Hallen 2.0 công khai muốn gia nhập MU. MU là ưu tiên hàng đầu của Mark Alistair. Xác nhận Rashford không có cơ hội rời MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU là ưu tiên hàng đầu của Mark Alistair. Phóng viên Alex Cook của The Sport gần đây chia sẻ trên Give và Me Sport, Max có thể là người mà Brighton chấp nhận chia tay vào mùa hè khi câu lạc bộ ký thỏa thuận mới với Moikai Sedo và Caro Mitoma. Với sự quan tâm từ các câu lạc bộ ngoài hạng Anh, Mark Alistair có thể bị cám dỗ bởi một đội tham dự C1, điều có thể gây khó khăn cho những tập thể như Liverpool, nó vì thế mở ra cơ hội cho MU vào mùa hè này. Nói với ghi vào Mi ký giả Dean Jones cho rằng MU có nhiều khả năng sẽ chiêu mộ Mark Arister hơn là Liverpool. Cụ thể, ông bày tỏ, nếu bạn nhìn vào MU, họ sẽ giành được League Cup. Họ đang ở trong một trận chung kết FA Cup và sẽ có mặt ở C1. Hiện tại, họ là đội bóng sở hữu nhiều thứ để thuyết phục cầu thủ. Ngoài ra, họ đang trong quá trình xây dựng lại đội hình và Mark Alistair có thể nhanh chóng hòa nhập. McTominay và Fred mới chỉ ghi được 3 bàn thắng ở ngoài hạng Anh nhưng Alistair đã bỏ túi 8 pha lập công. Alistair chắc chắn sẽ là một bản nâng cấp cho hai cầu thủ của Quỷ Đỏ. Xác nhận Rashford không có cơ hội rời MU, mà Rashford chuẩn bị ký hợp đồng dài hạn với MU để gắn bó lâu dài với đội chủ sân Old Trafford. Anh đang trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp ở MU. Theo xác nhận từ Fabrizio Romano, Erik ten Hag hoàn toàn không có ý định chia tay tiền đạo này trong tương lai. Trao đổi với Kavsai, ký giả người Ý cho biết, PSG thực sự muốn có Rashford Rashford luôn được đánh giá cao ở câu lạc bộ này, nhưng với Eric Ten Hag, cơ hội để Rashford ra đi là 0%. Trước đó, một báo cáo từ The Athletic cho hay, PSG từng đưa ra mức lương lên đến 400.000 bảng trên tuần để thuyết phục Rashford trong mùa hè trước, nhưng rốt cuộc họ vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu từ ngôi sao này. Mới đây, nhà báo Steve Bates cho biết Rashford có thể trở thành gương mặt đại diện của quỷ đỏ sau khi Ronaldo rời đi. biết nói với Give Me Sports, với việc Ronaldo đã ra đi, tôi nghĩ Rashford có thể là bộ mặt của MU, cậu ấy có thể là gương mặt đại diện cho MU trong vài năm tới. Cậu ấy còn trẻ, là một cầu thủ tấn công chơi với đội tuyển Anh và là một cầu thủ năng động. Kể từ khi Erik ten Hag đến với MU, phong độ của Rashford đã được cải thiện rõ rệt. Sau 48 trận ra sân ở các giải đấu cho MU mùa này, Rashford đã ghi được tổng cộng là 28 bàn thắng và có 9 kiến tạo. Haaland 2.0 công khai muốn gia nhập MU. Theo nhiều nguồn tin, MU chuẩn bị cạnh tranh với Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của Rasmus Haaland, ngôi sao của Atalanta được mệnh danh là Erling Haaland mới của làng túc cầu. MU có sự quan tâm cụ thể đến Haaland và thực tế, cầu thủ này sẵn sàng chuyển tới Old Trafford chơi bóng. Haaland tuyên bố, "Bây giờ bạn hỏi, tôi sẽ không che giấu sự thật rằng tôi là một fan hâm mộ lớn của MU, vì vậy về mặt cá nhân, việc chơi cho MU sẽ là một trong những điều lớn lao nhất đối với tôi." Nhưng tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ từ chối các câu lạc bộ lớn khác nếu một lúc nào đó tôi nhận được lời đề nghị. Hơi luôn được Atalanta định giá hơn 30 triệu bảng. Anh được ký hợp đồng với giá chỉ bằng một nửa vào mùa hè năm ngoái. Benzema ký hợp đồng mới với Real Madrid. Diario AS khẳng định theo các nguồn tin rất đáng tin cậy. Karim Benzema đã ký hợp đồng với Real Madrid Cụ thể chân sút người Pháp sẽ ở lại Bernabeu thêm một mùa nữa và đó có thể là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Benzema từng thổ lộ mong muốn của anh là được treo giày ở Real Madrid và vào năm sau thì anh cũng đã qua 36 tuổi. Nguồn trên cho biết thêm, khi ký gia hạn, Benzema đã yêu cầu lãnh đạo Real Madrid một điều, câu lạc bộ hãy tăng cường thêm sức mạnh hàng công dù hiện tại chưa đặt ra kế hoạch mua ai. MU chốt bán Harry Maguire, giữ Lindelof và trả lại Good quét Hot. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, Eric Ten Hag sẽ có các cuộc nói chuyện với bộ đôi trung vệ Harry Maguire và Victor Lindelof vào cuối mùa về tương lai của họ. Vị này cung cấp thêm, thuyền trưởng MU ngày càng nghiêng về việc bán đội trưởng Harry Maguire và giữ Victor Lindelof. Mương ngoài thi đấu thất thường và hay mắc lỗi ở MU mùa này, dành phần lớn thời gian trên ghế dự bị, ngay cả khi được Eric Ten Hag trao cơ hội ra sân, Trung vệ tuyển Anh cũng đã không thể gây ấn tượng trong hầu hết các trường hợp. Ví dụ điển hình nhất là ở cả hai trận đấu với Sevilla tại tứ kết Europa League, với việc MU bị loại, trong đó có lỗi của Harry Maguire không ít. Harry Maguire không thể tạo được sự tin cậy nơi hàng thủ, trong khi Lisandro Martinez và Raven Varane tạo thành cặp trung vệ số 1 quá ăn ý. Trung vệ Tam sự được cho là đặt quyết tâm vực dậy sự nghiệp nên khả năng lựa chọn rời MU đều sẽ tốt cho cả đôi bên. Trong khi đó, Lindelof có sự tin tưởng của Eric Ten Hag và ông muốn có trung vệ Thụy Điển trong đội hình quỷ đỏ mùa tới. Bên cạnh đó, Romano cũng cập nhật MU sẽ trả lại cút quét hot về cho Burnley vì không có ý định mua đất. Trợ rút Hà Lan dù được Eric Ten Hag tạo điều kiện cho đá chính ở mọi trận đấu giai đoạn đầu, nhưng anh đã không tận dụng được cơ hội để tỏa sáng. Bruno Fernandes xứng đáng hay nhất mùa của MU. Hãy hỏi bất cứ ai đã theo dõi MU mùa này, họ sẽ nói một cách hào hứng về sự xuất sắc không thể nói ra của Bruno, người hùng thầm lặng dưới thời Eric Ten Hag. Từ một tiền vệ tấn công, Bruno chấp nhận lùi sâu ở vòng tròn trung tâm hay sẵn sàng giạt cánh nếu được yêu cầu. Thay đổi lớn nhất là Bruno giờ đã là một cầu thủ của đội, anh ấy đã chứng tỏ được bản thân ở bóng đá Anh và không còn phải lên báo hàng tuần. Cầu thủ sinh năm 1994 đang nhận được nhiều giá trị từ việc trở thành nhân tố đảm đương mọi việc tại MU. Bruno không còn là lối thoát sáng tạo duy nhất ở hàng tiền vệ và khi không còn nhiều áp lực đè nặng lên vai, phong độ của anh đã thực sự được cải thiện. Nếu phía trước Bruno là một trung phong đẳng cấp, thành tích kiến tạo của anh chắc hẳn khủng khiếp hơn nhiều. Cái tiếp cận của MU dưới thời Ten Hag cũng hoàn toàn phù hợp với ngôi sao Bồ Đào Nha, cùng với sự hiện diện của những nhà kiến tạo đẳng cấp thế giới khác. Sự khéo léo của Bruno cho phép anh tỏa sáng với tư cách là mối đe dọa trực tiếp đã có lúc Bruno là cầu thủ duy nhất của quỷ đỏ được chú ý và thực tế chỉ ra anh hiện chỉ là một trong vô số ngôi sao đẳng cấp đang tỏa sáng tại Old Trafford. Bruno có thể không được đề cử cho cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của ngoại hạng Anh, nhưng anh vẫn sẽ là một trong những cái tên đầu tàu tại MU. Newcastle đàm phán TNE Newcastle đang tiến gần đến việc trở lại C1 và chiến dịch tăng cường chất lượng bóng đá sớm được giám đốc thể thao của câu lạc bộ này triển khai một trong những mục tiêu mà Newcastle muốn bổ sung vào đội hình là hậu vệ đa năng Kieran Tierney. Football Insider tiết lộ, Arsenal có ý định bán Tierney để đầu tư vào mục tiêu khác, tuyển thủ Scotland không cạnh tranh được vị trí hậu vệ trái với Zinchenko. Newcastle sẵn sàng trao cơ hội cho Tierney, cầu thủ 25 tuổi này nhận được khen ngợi từ huấn luyện viên Eddie Howe nhờ khả năng chạm bóng và tấn công tốt. Bên cạnh Newcastle, Aston Villa đội bóng đang bùng nổ cùng huấn luyện viên Unai Emery cũng liên hệ chuyển nhượng Tiani. Chelsea mở đàm phán mua sao Bắc xa. Theo Sport Tây Ban Nha đưa tin, Chelsea sẵn sàng mở cuộc đàm phán chính thức với Barcelona về việc chuyển nhượng Rafinha vào mùa hè 2023. Rafinha đã có 21 lần đá chính và 10 lần vào dân thay người ở La Liga cho Barca mùa này. Cựu danh thủ chạy cánh của Leeds United đã ghi 7 bàn và có 6 đường kiến tạo trong những trận đấu đó. Ban đầu Rafinha không muốn rời Bắc Gia, nhưng giờ đã thay đổi quyết định và sẵn sàng trở lại ngoài hạng Anh. Về phía Bắc Gia, họ muốn bán Rafinha với giá 70 triệu bảng để gỡ phần nào khó khăn tài chính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!